Chúng tôi xin trọng giới thiệu về thành phần đại biểu có mặt trong khán trường của chúng ta hôm nay. Còn có đồng chí Thanh Đạo là tổng biên tập báo Lâm Đồng. Xin trân trọng giới thiệu nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thanh Hương, chi hội trưởng chi hội Nguyễn Đà Đài. Và trân trọng giới thiệu với toàn thể nhân thân chúng ta, phần khai mạc chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nhà văn, nhà thơ Lê Công, thay mặt cho lãnh đạo của Hội Văn học Nghệ thuật của Lâm Đồng có lời phát biểu trước toàn thể chúng ta. Các đồng chí lãnh đạo huyện Bảo Lâm như là các ban ngành trong thơ, quý vị đại biểu, các nhà thơ, các ca sĩ cùng toàn thể các bạn yêu thơ, từ bao đời nay người Việt Nam ta vẫn tự hào rằng đất nước của ta là một nước thơ. Nhiều nhà thơ như Nguyễn Trãi, Nguyễn Chu, Cao Bá Quát, Hồ Chí Minh, vân vân đã làm vẻ vang cho dân tộc bằng tác phẩm thơ có giá trị cao đẹp, đặc biệt là chuyển kiều bất hủ của đại thi hào Nguyễn Du. Không những thế, thơ ca còn có mặt trong đời sống tinh thần của nhân dân ta như một nhu cầu văn hóa không thể thiếu. Từ bản chất thơ hướng về sự cao đẹp, nuôi dưỡng phát huy những giá trị nhân bản, tinh thần sáng tạo và sự đồng cảm giữa con người với người. Chúng ta đã biết rằng Nguyên Tiêu năm 1948, Bác Hồ đã làm bài thơ nổi tiếng Nguyên Tiêu từ cảm xúc. Bài thơ Nguyên Tiêu năm 2003 của nhà văn đã phát động phong trào và ngày thơ Việt Nam trong cả nước. Từ đó rằm tháng Giêng hàng năm là ngày hội của các nhà thơ và những người yêu thơ. Năm nay trong tỉnh Lâm Đồng của chúng ta cũng đã diễn ra tổ chức ngày thơ Việt Nam trên địa bàn toàn tỉnh, từ thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc của chúng ta, Lâm Hà, Đức Trọng và sắp tới là ở Đà Trạch. Kính thưa quý vị đại biểu, từ xưa thơ đã là máu huyết, là truyền thống, là văn hiến niềm tự hào của người dân Việt Nam chúng ta. Thơ của chúng ta đánh chặt, thơ xây dựng đất nước, thơ nâng tâm hồn dân tộc ta lên tầm cao văn hóa của một thời đại. Trong lao động, thơ kết tinh thành nhiều tác phẩm văn học dân gian tuyệt tác. Trong chiến đấu, thơ cũng đóng vai trò lớn, từ bài thơ Thần Lý Thường Kiệt đến những bài thơ yêu nước của Trần Phan Khải, Phạm Hùng Lão, rồi thơ động viên tinh thần chiến đấu của Phan Bộ Châu, Phan Trung Trinh, Hồ Chí Minh, Phan Quân Thủ, vân vân. Cùng hòa chung với nền thi ca cả nước, thơ Lâm Đồng cũng ngày càng phát triển với đội ngũ tác giả khá lớn. Công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước đã thổi vào thơ những luồng sinh khí mới, tạo nên nhiều mảnh đất sáng tạo mới cho đội ngũ những người làm thơ. Trong thời gian qua, ở Lâm Đồng nói chung và ở Bảo Lộc chúng ta cũng đã xuất bản rất nhiều tập thơ và có nhiều giải thưởng lớn trong nước. Tuy vậy, trong những năm tới, thơ Lâm Đồng cần phải bám sát hơn nữa vào cuộc sống của nhân dân địa phương, phải luôn là tiếng nói đồng vọng đất lên từ tâm tư tình cảm của đồng bào, từ truyền thống văn hóa của dân tộc. Hy vọng thời gian tới, thơ ca Lâm Đồng nói chung, Bảo Lộc chúng ta nói lên, nói riêng để tiếp tục vươn lên hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình, thắp sáng ngọn lửa ấm áp của niềm tin và khát vọng về một ngày mai tươi sáng của quê hương đất nước. Tổ chức ngày thơ Việt Nam tại thành phố Bảo Lộc cũng như toàn tỉnh Lâm Đồng của chúng ta, chúng tôi coi đây là lễ hội văn hóa tam nhạc nhằm tôn vinh, kế thừa, phát huy giá trị thơ ca dân tộc nói chung, quê hương Đà Lạt, Lâm Đồng nói riêng, dây sáng xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và nghị quyết đại hội lần thứ 9 của tỉnh Đảng bộ Lâm Đồng, ngày thơ Việt Nam 2012 của tỉnh nhà được tổ chức rộng khắp trong toàn tỉnh với chủ đề Mừng Đảng Mừng Xuân. Ngày nay trong bối cảnh tuy khắc nước giao lưu và hội nhập quốc tế mở rộng nhiều chất trời, nhưng con đường thơ ca vẫn tiếp tục làm giàu thêm điều kiện cái đẹp và lý tưởng tâm hồn Việt Nam. Kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, chúc ngày thơ tại thành phố Bảo Lộc của chúng ta thành công tốt đẹp. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng, thưa quý vị, với hành trình 10 năm qua, ngày thơ Việt Nam đã được công chúng yêu thơ đón nhận, và công chúng yêu thơ cũng như văn nghệ sĩ Bảo Lộc không nằm ngoài những người yêu thơ đó. Và như bây giờ chúng ta sẽ mở đầu đêm thơ nhạc Nguyên Tiêu Nhâm Thìn 2012 với một bài thơ của cố nhà thơ Lâm Thường Tỉnh,
bài thơ Lửa Tầm Xuân với sự thể hiện của nghệ sĩ Minh Thiện. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Trình bày Thanh Hương, xin mời quý vị cùng thưởng thức.